Thưa quý vị, chịu ảnh hưởng liên tiếp của các đợt không khí lạnh và gió mùa đông bắc, thời tiết tại khu vực Bắc và Trung Bộ chuyển mưa rét kéo dài. Đây cũng sẽ là dạng thời tiết chủ đạo tại hai khu vực này trong dịp Tết cổ truyền. Trong ngày 29 tháng 1, đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ tràn xuống, kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao gây mưa dông tại nhiều tỉnh thành vùng núi phía Bắc. Người dân cần phải đặc biệt lưu ý các hiện tượng thời tiết mưa dông có thể gây nguy hiểm và tốc mái trong những ngày cận Tết. Dự báo từ hôm nay và kéo dài trong 3 ngày Tết cổ truyền, không khí lạnh liên tục được bổ sung khiến nền nhiệt vùng đồng bằng phổ biến từ 9 đến 11 độ C, cao nhất trong ngày là 16 độ C. Vùng núi rét dưới 7 độ C, vùng núi cao có khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Tại khu vực Trung Bộ có dạng thời tiết tương tự như Bắc Bộ nhưng nhiệt độ cao hơn từ 2 đến 3 độ C. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì dạng thời tiết trước và trong 3 ngày Tết chủ yếu là ít mưa, ngày nắng, thời tiết thuận lợi. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, nhiệt độ thấp nhất về đêm là từ 21 đến 24 độ C.